Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để rút coin token từ cái ví Sapan sang sàn Binance. Trước hết, quý vị hãy truy cập vào tài khoản của quý vị tại sàn Binance. Chọn vào ví, chọn vào lạc. Ở ô tìm kiếm, quý vị hãy nhập cái token mà quý vị muốn nạp. Ví dụ ở đây tôi muốn nạp cái đồng BSV kép. Nó chạy trên cái mạng lưới BEP20. Rồi, bây giờ tôi sẽ copy này. Và tôi sang cái ví Sapan. Tôi sẽ chọn cái BSV kép. Chọn gửi. Quý vị lưu ý là phải có BLB BEP20 để làm phí mã. Ở đây tôi chọn tất cả tối đa. Chọn tiếp theo. Tiếp theo. Xác nhận. Rồi, quý vị có thể chờ từ 1 đến 3 phút. Chờ mạng lưới xác nhận. Tôi sẽ vào cái bscscan.com để kiểm tra cái trạng thái giao dịch. Quý vị chờ trong giây lát, có thể mạng hơi chậm. Rồi, trên cái ví Sapan đã báo thành công. Bây giờ tôi sẽ trở lại cái sàn Binance và tôi kiểm tra xem là cái đồng BSV kép đã về tới sàn chưa. Rồi, quý vị chờ đây này. Quý vị phải chờ. Ở đây là 15 xác nhận. Đó. Sàn đang confirm. Mới được 1 trên 15 xác nhận thôi. Rồi. Ok, thì quý vị có thể chờ khoảng độ 15 đến 30 giây. Đó, thì nó sẽ có một cái thông báo deposit thành công đây này. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị có thể đăng ký lấy cái mã mà tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí khi quý vị giao dịch trên sàn. Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Đến đây tôi xin kết thúc video này.